ポケット、じゃあちょっと触っていいですか。はい、どうぞ。ごめんなさいね。これなんかボールだっけ。はい、ボール。ボール、うん、オッケー。どこの方。ベトナム。ベトナムです。何されてたんですか。YouTube。 はい、YouTube。 YouTube、 YouTuber。 おお、はい、ラーメン屋リアラーメン。これも見てもいいですか、これ。はい、これ、これ、はい、これ、うん、ラジオカード、うん、見せてもらっていいですか。はい、đang request. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Sang Joe GP Cuộc Sống ở Nhật. Thì tiếp tục cái series mình review tất cả các cái ga chạy quanh tuyến Yamano Tenrai. Thì hôm nay mình sẽ review cho bạn xem cái ga Ugui Sudani. Thì bây giờ mình sẽ đi ra phía bên ngoài, mình review cho các bạn xem quanh cái khu vực này thì có những cái gì các bạn nhé. Mình đã xuống tàu rồi nha. Bây giờ mình đang đi ra chỗ quầy soát vé. Thì mình sẽ đập vé, mình đi ra phía bên ngoài, mình review quanh cái khu vực này cho các bạn xem. Thì cái ga Ugui Sudani này rất nổi tiếng với cái dịch vụ mà thuê nhà nghỉ các bạn ạ. Cái ga này là một ga bé thôi, nhưng mà quanh cái khu vực này toàn là nhà nghỉ khách sạn thôi. Thì đây, đứng trước cửa ga thì nhìn thấy chữ Ugui Sudani. Đi ra cửa ga các bạn thì có một cái chùa. Chùa này thì không có cái lối vào ở ngay cửa ga, thì muốn vào thì phải đi vòng phía bên kia các bạn ạ. Thì trước cửa ga có một cái cửa hàng Lawson Comini. Thì mình sẽ đi qua cái khu vực phía bên này nhá. Thì cái khu vực phía bên kia là đồi các bạn ạ, thì không có cái gì hết. Thì mình chỉ có review cho các bạn xem quanh cái khu vực phía bên này thôi nhá. Đây, trước mặt mình thì có cái McDonald's phía bên kia. Thì đây, phía bên phải mình này có một cái cửa tiệm, đó là bán đồ sushi các bạn ạ. Hai anh kia là hai anh người Nepal đang bán bánh mì. Bên cạnh này thì mình sẽ đi vào trong con hẻm nhỏ này nhá. Mình khám phá review cho bạn xem cái những cái hẻm ngõ ngách như thế này thì cái dịch vụ phát triển nhà nghỉ như thế nào nhá. Thì ở đây có cửa tiệm, đó là tiệm cơm nắm các bạn ạ. Đây, thì đây là có một cái nhà nghỉ rồi này. Mình tiếp tục mình đi vào phía bên trong nhá. Đây là chỗ hướng dẫn miễn phí luôn này. Thì bạn nào mà cần tư vấn cái gì thì vào đây nhá. Thì những bạn nào mà vào đây thì phải trên 18 tuổi các bạn ạ. Đây, trước mặt mình là một cái quán nhậu. Thì mình tiếp tục đi vào phía bên trong này nhá. Trước mặt mình thì có một cái nhà nghỉ, nhìn rất là hoành tráng các bạn ạ. Thì phía đằng sau mình có một em gái đang đi lên. Hôm nay thì chắc chắn là vào nhà nghỉ này. Đấy, mình đoán không sai. Thì cái nhà nghỉ này nhìn rất là hoành tráng. Đây có một cặp mà cũng mới từ trong nhà nghỉ ra. Và phía bên phải mình đây là một cái chùa các bạn ạ. Bên ngoài những cái cột này thì họ có khắc những dòng chữ. Đây, nhà nghỉ thì san sát nhau. Ở cái ga Ugui Sudani này thì nổi tiếng với dịch vụ nhà nghỉ các bạn ạ. Mình đứng ở trước ga ấy, thì mình nhìn thấy những cặp hẹn hò đi chung với nhau vào nhà nghỉ. Thì có những người mặc vest bình thường, đi làm công sở bình thường vẫn hẹn hò vào đây.
Thì mình tiếp tục sẽ đi vào sâu phía bên trong này nhá. Đây có một cặp cũng đang đi tìm nhà nghỉ. Thì thường ở trước những cái nhà nghỉ các bạn, họ đều để cái bảng giá. Nhà nghỉ ở đây cạnh tranh kinh doanh với nhau thì rất là nhiều, nên là cái dịch vụ ở đây mình nghĩ là rất là tốt các bạn. Đây có một ông bác đang đứng. Những cái người mà đi ra từ những cái con hẻm này các bạn thì đa phần là vào nhà nghỉ, rồi ra từ nhà nghỉ nha các bạn nhá. Đây có một cặp tìm mãi chưa tìm được nhà nghỉ, cứ chọn nhà nghỉ này, chọn nhà nghỉ kia mà cuối cùng vẫn chưa tìm được. Thì ở đây mình sẽ quay cho bạn xem cái bảng giá của cái hotel Lux này nhá. Phòng ở trong này nhìn rất là đẹp các bạn. Đây mình sẽ quay cho bạn xem bảng giá. 120 phút thì 3 sen 800 min cộng với thuế. 90 phút thì 300 3 sen 300 min tương đương với khoảng 600.000. 90 phút các bạn ạ. Thì ở đây cũng có qua đêm các bạn. Qua đêm thì phải từ 18 giờ trở đi. Đây, nhìn rất là đẹp. Đây, tiếp tục mình đi ra ngoài này. Đôi này vẫn chưa quyết định tìm được nhà nghỉ nào. Vẫn cứ đi xem là nhà nghỉ nào hợp. Thì mình đứng ở ngoài này thì có thể nhìn vào trong ga. Tàu đang trọng chạy ở phía trong kia các bạn ạ. Đây cũng có một cái nhà nghỉ này. Kosupure 100 Yakusuri. Cái này có nghĩa là cái hoa trang 100 kiểu hoa trang khác nhau các bạn. Thì vào đây mình có thể lựa chọn những cái bộ đồ mình hoa trang 100 bộ đồ khác nhau. Đây nhìn phía đường kia là chỗ cửa ga. Cái đường đi bộ này dọc theo cái đường ga luôn các bạn. Đường tàu chạy. Đồ chạy ở phía bên tay trái mình này. Tục mình sẽ đi vào trong cái hẻm này nhá. Thì đây trước mặt mình hai bên nhà nghỉ là hai bên đều là nhà nghỉ hết các bạn. Hai bên họ kinh doanh nhà nghỉ, họ cạnh nhà tranh nhau thôi. Đây có một ông anh mặc đồ vest, đồ công sở mới từ nhà nghỉ ra. Thì hầu hết những cái khách sạn họ để những cái bảng giá ở trước cho khách lựa chọn đó các bạn. Đây trong nguyên một con hẻm đều là nhà nghỉ hết. Đây những cái bánh bóng đèn nhấp nháy các bạn. Bạn về đêm thì nhìn rất là đẹp. Đây có một cái bảng giá này. Qua đêm ở đây ngày thường thì hết 6 sen. 6 sen thì tương đương với khoảng 1.200.000. Thì bạn nào tới Tokyo đi du lịch hoặc là có bạn hẹn hò ấy, thì lên đây thuê nhà nghỉ ở đây. Thì nhà nghỉ ở đây họ cạnh tranh với nhau nên là cái dịch vụ ở đây rất là phát triển. Mà giá cả thì rất là phải chăng các bạn ạ.
mình nghĩ họ dồn tập trung vào những cái khu vực ở đây á, nên là cái giá họ cạnh tranh thì mình nghĩ là không có mắc, nó rất là rẻ. Trước mặt mà mình ở bên ngoài kia là con đường lớn xe ô tô chạy. Thì ngoài đường lớn này thì không có gì hết, mình sẽ vòng lại vào trong cái hẻm này nhá. Đây có ba anh đang sửa đường ống nước. Đây có một em mới từ trong nhà nghỉ đi ra. Thì mình không hiểu là hẹn hò với người yêu hoặc là chị này làm gái các bạn ạ. Đây, hôm nay trời rất là nắng. Hiện tại ở bên Nhật á, đang là mùa hè các bạn ạ. Trời rất là nóng. Nhiệt độ ban ngày lên tới 30 mấy độ, 33, 34 độ. Mấy hôm nó sẽ lên đến khoảng 40 độ các bạn ạ. Đây, tiếp tục mình sẽ đi vào trong con hẻm này nhá. Mình đang đi quay các bạn, thì có anh cảnh sát đi từ đằng sau lên hỏi giấy tờ các bạn ạ. Thì yêu cầu mình lột túi sách ra với ví để cho anh kiểm tra xem mình có mang hung khí không các bạn. YouTube?YouTube?YouTube?おお、すごい。で、ダメやディアラム。これも見てもいいですか、これ。はい。これこれ。はい、これ。あ、うん、ラジオカード。うん、見せてもらっていいですか。はい。ダンがリクワイティーカバニアクイサー。それでいいんですけど、他の人も撮っちゃうから、はい、警察と一緒に撮るときはそういうのやめていただいてよろしいですか。その人の肖像権もあるんで。ベンフーさん。はい。Thì anh kiểm tra người mình rồi kiểm tra túi sách của mình xem có mình có mang hung khí không các bạn. Tại vì quanh cái khu vực nhà nghỉ khách sạn này rất dễ ra rất dễ diễn ra đánh nhau ấy. Nên là anh sợ mình cầm hung khí để đi hại người khác ấy. Đây thì mình đi theo chân một cặp đôi mới từ trong nhà nghỉ đi ra. Ở đây thì không phân biệt tuổi tác các bạn ạ. Già họ vẫn vào nhà nghỉ với nhau. Đây có một cặp mới trong nhà nghỉ đi ra. Thì đến đây là họ lại chia tay nhau. Mình quay lại và đi vào trong con hẻm này. Hẻm này thì quay đi thẳng. Đây là vào trong ga Ugyesudani rồi các bạn ạ. Thì hôm nay mình đã review cho bạn xem quanh cái khu vực ga Ugyesudani rồi. Bạn nào xem chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh để nhận những video mới nhất của mình nhá. Đây có anh người Nepal đang bán bánh mì này, cặp thịt. Đây phía bên trái mình thì có quán cơm nóng. Thì cái hẻm này hôm nãy mình đã đi vào rồi. Thì ở đây là chỗ mà lối vào ga. Thì cái video hôm nay mình xin kết thúc ở đây nhá. Hôm nay mình đã review cho bạn xem cái ga Ugyesudani rồi nhá. Thì bạn nào xem chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh để nhận những video mới nhất của mình nhá. Thì video tiếp theo mình sẽ review cho bạn xem cái ga Nippuri.